với cái dòng iPhone 14 và cái dòng iPhone 14 Plus khi các bạn đi kiểm tra một chiếc máy cũ đến cái công đoạn mở ra để kiểm tra bên thì phải mở kính lưng thì video hôm nay đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cái dòng iPhone 14 Plus nhé đầu tiên trên một con máy mở ra thứ nhất nó phải sạch sẽ thứ hai đấy cái gioăng áp của cái kính lưng này, này nếu là gioăng áp zin các bạn nhìn này nó rất khít vào cái phần thân máy và thường trên cái dòng iPhone 14 Plus ấy khi các bạn mở ra đấy, cái gioăng này nó sẽ không bị rách thế nên khi các bạn đóng lại nó vẫn có áp như bình thường. Thế nên là không phải lo vấn đề đấy là mở ra nó bị mất áp suất, mở ra nó ảnh hưởng đến chất lượng của máy. Rồi, bước thứ hai là nhìn đến tất cả các cái con ốc có hiện diện ở bên trong con máy nhá. Tất cả con ốc này này, thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là ngay ngắn vuông vắn, thứ ba là không có hiện tượng bị mẻ viền, không hề có hiện tượng bị cạy mở. Mặc dù bây giờ đấy người ta có thể dùng những cái tuốc, đấy là tuốc mới người ta vặn nó ra người ta đóng nó lại thì nó vẫn là không có cái vết bị cậy mở như ở đây đấy nếu có vết bị cậy mở có nghĩa là con máy đấy nó đã bị cậy mở nó ra rồi thì phải đặt một dấu hỏi cậy ra để làm cái gì tiếp theo để ý đến cho mình cái lồng mên thứ nhất kim loại lồng mên thì sáng bóng không hề có hiện tượng bị ố thứ hai siêu trên lồng dán ngay ngắn vuông vắn phẳng phiu mịn màng thứ ba chân lồng chân lồng có nghĩa là cái nơi tiếp xúc mấy cái bản mạch mên ấy nó có đổ một cái lớp keo cái lớp keo đấy không hề có nhựa thông không hề có hiện tượng bị khò không hề có hiện tượng bị chảy keo nhá nó rất là đẹp thì đấy là một cái lồng gìn để ý cho mình đến cái phần camera camera zin ấy thì các bạn cứ nhìn quanh cái phần cam này đó quanh cái phần cam này nó rất là sạch quanh cái phần cam ấy, nó rất là sạch nếu mà người ta khò ra rồi đấy thì quanh cái phần cam đấy nhiều khi nó sẽ lem keo ở quanh cái phần viền cam đó thì ở đây đây là cam zin nha rồi để ý cho mình đến cái phần quả pin pin zin ấy thì để ý cho mình cái siêu pin zin này các bạn nhìn này nó gần như đồng màu với quả pin nó gần như là đồng màu với quả pin nhá nó rất là mỏng dán ngay ngắn vuông vắn phẳng phiu rất mỏng thì đây là một quả pin zin mà pin zin gắn trên cái vỏ này đấy mà trong phần cài đặt nó không báo linh kiện không xác định có nghĩa là quả pin này cái vỏ đi theo cái men này từ đầu đấy mở ra là trách được pin men cam ở đây kính lưng ấy thì kính lưng zin để ý đầu tiên là nó có một cái cốt cốt này được bắn laser cực kỳ ngay ngắn rõ nét đây cốt đây thứ hai đấy là cái phần sạc không dây cái viền của cái siêu sạc không dây các bạn nhìn này nó được in hàn xuống và nó cực kỳ mịn nhá cực kỳ mịn và cực kỳ phẳng nó phẳng các ở trên cái phần kính lưng luôn nhá rồi tiếp theo để ý luôn đến cái phần cáp sạc không dây nó cũng được dán phẳng căng ở trên kính lưng luôn các bạn để ý này dán phẳng căng trên kính lưng rồi đến cái lớp xốp bảo vệ cái phần camera sau nó được ép nhiệt cho nên nó cũng rất là phẳng thì đây là một cái kính lưng zin nhá đây là kính lưng zin và để ý thêm cho mình nữa ở trong cái phần máy đấy, các bạn nhìn này, phía dưới của quả pin này nó cũng có một cái lớp cốt. Đó, đây là trên cái phần thân vỏ nhá. Đây là cái vỏ zin, nó có một cái mã cốt như thế nhá. Thì đây. Đây là một con máy đấy là vỏ zin này, kính lưng zin này, men zin này, cam zin và các bạn yên tâm một điều đấy, khi mở máy ra đấy, đóng lại nó vẫn có hát như bình thường. Tại vì cái dòng iPhone từ 12 trở lên cái răng của nó rất là bền cái răng của nó bóc ra đấy gần như nó sẽ không bị rách mà không bị rách đấy, thì khi các bạn đóng lại thì không cần phải thay răng mà kể cả nó có rách rồi đấy thì các bạn thay một cái răng khác vào nó lại có áp như bình thường thôi thế nên là nếu đi chọn máy cũ đấy thì nên mở nó ra để kiểm tra tại vì sao tại vì ví dụ nhá cái tuốc này của mình đấy nó là cái tuốc mới đây là một con máy hàng new chế tiếp nhá máy new chế tiếp có nghĩa là cái tuốc của nó cái ốc của nó nó đẹp như mới nó chưa có một vết xước nào cả đây các bạn để nhìn nhá đó ốc nó không có một vết xước này nhé đây là máy new chế tiếp nhé mình sẽ dùng cái tuốc của mình đấy là cái tuốc mới cứng nhá mình vặn nó ra xong mình đóng cái ốc lại các bạn nhìn bên ngoài các bạn biết làm sao được cái ốc đấy đã bị cậy mở đây mình vặn cho các bạn nhìn nhé kể cả thợ nhìn cũng không biết được mình đảm bảo với các bạn một điều là như thế tại vì nó sẽ không bị mẻ cạnh của cái ốc nó không bị mẻ cạnh góc thì nhìn sẽ không thể nào biết được cái ốc đấy đã bị vặn hay chưa. Thế nên là đi chọn một con máy cũ bắt buộc phải mở nó ra để kiểm tra. Chứ còn nhìn bên ngoài bảo là phán đoán được con máy đấy có zin hay không thì không ai phán đoán được cả. Tại vì sẽ chỉ biết được cái kính có phải kính lưng zin không, cái vỏ có phải là vỏ zin hay không, cái màn có phải là màn zin hay không. Bạn cũng thế, thợ cũng thế, chỉ biết được cái gì mình nhìn thấy thôi, biết được những cái mình nhìn thấy đã là giỏi rồi chứ còn nói đến những cái mình chưa nhìn thấy mà biết được thì đấy là thánh. Thế nên ở đây đấy, mình khuyên thật, đã đi chọn máy cũ đấy, phải mở nó ra để kiểm tra. Còn bảo đấy là không có thời gian để tìm hiểu thế nào là một chiếc máy zin, thế nào là một chiếc máy dựng. Thì mình khuyên thật, cứ nâng cao sức lao động bản thân của mình lên, để cái giá trị sức lao động của mình nó cao lên ấy, và chọn những cái máy hàng new chế tiếp như thế đấy là thông minh nhất. Thế nha.